chừng nào anh lấy em. Cái này là anh lấy em đi, em không có lấy anh. Đúng rồi, rất là dễ. Anh chừng nào anh lấy em. Em thích bao giờ anh cưới là anh cưới à? Bao giờ là bao giờ, em không có thích chờ đợi nhiều. Anh đánh nhanh hỏi chậm mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phải có thời gian cụ thể vậy đó. Em không có thích bao giờ, em chờ đến bao giờ. Trường chào quý vị khán giả. Bạn tên là gì? Em tên là Hoàng Ngọc Tú. Hoàng Ngọc Tú. Dạ. Tên nghe dữ dội nha. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em làm chuyên viên kỹ thuật ngành nhựa. Ngành nhựa, bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi anh. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ mình bước ra sân khấu nha. À, xin mời bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người ạ. Sao? Giọng lão quá, chào bạn. Em tên là Phùng Thị Huệ, em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em đó là giáo viên mầm non ạ. Huệ hả? Dạ. Bữa nay có vẻ khan tiếng hả hay sao? Hay là dạ, giọng bình thường vậy? Dạ, em bị khan tiếng á chị. Chắc là la mấy em quá phải không? Dạ chị, đầu năm công việc của bọn em nó nhiều quá chị. Dễ thương quá. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 ạ. 29? Dạ. Coi như là rất là hợp đấy. Hơn tuổi là hợp lý lắm. Cụ thể cái chuyện việc bạn làm là gì? Em làm về sản phẩm của nhựa, như những cái ghế, những cái chai nước. Ghế nhựa, chai nước kia. Dạ, rồi. Thế bạn kỹ thuật là làm ra nhựa hay là từ cái nhựa chế ra chai? Dạ, từ cái nhựa em chế ra. À, thổi ra cái chai đúng dạ. Không? Bạn làm bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em làm về ngành này cũng được hơn 3 năm rồi. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. À, quê bạn ở đâu? Dạ, em ở Bắc Giang. Bắc Giang? Dạ. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, làm và học ở trong này cũng được 8-9 năm rồi. 8-9 năm? Đến đây tìm người yêu? Em tìm cả vợ luôn. Cả vợ luôn? Vâng. Có người yêu chưa? Dạ, chưa. Nói chứ em cũng có một lần có người yêu rồi. Một lần thôi? Dạ. Bao nhiêu năm? Dạ, cũng 4-5 năm nay. Dạ. Rồi, hôm nay mình nói chuyện mới đi ha. Dạ, đúng rồi. Tình duyên mới, đúng rồi. À, bây giờ Huệ giới thiệu một chút về mình. Em 28 tuổi là cũng là lớn rồi đó. Dạ. À, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có trải qua 3 mối tình chị. Cái cuối cùng nó là cách đây bao xa rồi? Cái mối tình cuối cùng của em là cách đây 1 năm chị. Rồi, bỏ qua mấy cái cũ, bây giờ mình nói cái mới. Tại sao 1 năm nay vẫn chưa tìm được người nào? Em cũng không rõ nữa chị. Tại khi mà em cảm nhận về một người, tức là mình nhìn bề ngoài mình có cảm tình với người ta thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Còn nếu khi mà mình có gặp nhau mà mình mà không có thích thì mình sẽ dừng lại ở đó. Mà trong cái khoảng thời gian đó em không có gặp được người nào mà em ưng, em không thích nên em không có quen ai hết. Và bạn thấy tự thấy cái điểm mạnh của mình là gì? Điểm mạnh của em là rất là vui vẻ chị. Vui vẻ, dí dỏm và em rất là thân thiện với mọi người. Tuy là em là giáo viên mầm non nhưng em rất là yêu thích thể thao, nhất là môn đá banh này chị. Vậy quê đâu vậy? Dạ em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa? Dạ. Thanh Hóa qua Bắc Giang gần không? Chắc khoảng 200-300 cây ạ. Ờ, nhưng mà cũng trên một chuyến đi đúng không? Dạ. Ra tới Thanh Hóa xong đi qua Bắc Giang, ra Hà Nội đi Bắc Giang. Về luôn đấy. À, về luôn đấy. Hồi xưa giờ tôi Hoài đi về quê mấy với mấy người? Dạ em toàn đi một mình ạ. À, đi 1 năm là em về quê 1 lần, Tết là em về. Thế mọi người ở quê với cha mẹ em cứ bảo là sao người ta cứ đi 1 về 3 mà sao mày cứ đi 1 về 1 hoài vậy? Bạn có thích đi 1 về 3 không? Dạ em thích đi 1 về 3 anh. Ưu điểm của bạn là thấy rồi. Mình có cái gì nó thế yếu của mình không? Cái điểm yếu tức là những cái môn mà thuộc về năng khiếu, ví dụ như là hát hoặc là múa hoặc là vẽ thì em rất là hạn chế. Có nghĩa là học trò em hát bậy bạ không hả? Không, không có bậy bạ chị. Hát cũng đúng nhưng mà nhiều khi trẻ nó còn hát hay hơn cô ấy chị. Mà em hát rồi thua học trò nữa, còn bạn hát ha, được không? Em hát kỳ lắm rồi. Ở Bắc Giang mà hát hay lắm mà. Em hát dữ lắm. Gần nó gần Bắc Ninh nữa, thành ra là dạ. À, quan họ này kia là cũng biết biết nhưng mà nó dữ lắm anh. Đâu làm thử cái sao? Em hát thử một đoạn thôi. À. Người ơi, làng quan họ quê tôi, cửa đình ngô bán nguyệt, chỉ cá tựa mạn thuyền, anh hai ngồi bè lái, quan họ về là về trao duyên, ấy quan họ về trao duyên. Cũng được. Nãy giờ thấy bạn cầm quyển sách, bạn cứ mân mê cùng quyển sách đó, lý do tại sao nay cầm quyển sách đến đây? Dạ, em muốn... Muốn gì? Muốn đọc. Bạn nghe bạn nữ đó nói những ưu điểm và khuyết điểm của mình, của bạn ấy, còn mình? Em thì được cái là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Cái gì nữa?
Sở thích thì em trước đây em đi theo học ngành cơ khí máy, cũng cây duyên đưa đến ngành nhựa thôi. Còn thực ra em thích là thích nuôi chim, nuôi cá, thích nuôi cá lồng lắm. Em nhìn là em thích à? Vậy khuyết điểm? Hát dở mà em lười giặt đồ lắm chị ơi. Rồi còn lười gì nữa? Dạ làm biếng hẹn hò nữa. Chị ế là đúng rồi. Trời ơi, tại sao thước tha như vậy mà là thích đá banh là sao? Em cũng không có hiểu đó chị. Khi mà có tổ chức là mình tham gia vào. Khi mà lúc vào sân là mình cứ tưng bừng ngoài sân người đó chị. Mà đứng ở cái vị trí nào? Dạ em thường đá tiền đạo chị. Dữ à, tiến lên phía trước không vậy hả? Quá dữ. Có sút vô được cú nào chưa? Chưa chị. Từ đó thì đá tiền đạo mà chưa đá như thế nào là tiền đạo cái gì trời. Bạn trai có thích bạn gái đá banh không? Được, được. Được hả? Thiệt lắm. Bạn muốn tìm cho mình một cái người yêu và đi đến hôn nhân gia đình luôn đúng không? Dạ. Nếu tìm được thì chúng ta sẽ tính chừng nào để tổ chức? Càng sớm càng tốt anh ạ. Tôi sẽ qua xem thử cô gái bên này như thế nào. Đá banh à? À, chào cô giáo. Giọng rất là đặc biệt nha. Thích về Thanh về Bắc Giang không? Dạ em thích anh. Cứ có người rủ em đi là em thích rồi anh. Em chào hoài chả có ai rủ em. Chào hoài chả ai rủ em à? Thế rủ em đi không? Rủ em phải đi chứ anh. Đang chờ mà. Cưới ngay á. Làm luôn. Thế bây giờ bạn thích cái mẫu người bạn trai như thế nào nè? Rồi chị qua chị coi mặt cho em nè. Chị em thích người bạn trai đó. Vui vẻ dạ, dí dỏm. Còn về hình thức thì trên trung bình là được. Và ví dụ có thể là chán hói hoặc là bụng bơ chị. Càng thì càng tốt. Gì vậy? Bụng càng tốt quá. Là sao? Chán hói bụng bơ càng tốt là bụng bơ to hơn anh Quyền Linh càng tốt. Lý do? Em nghe người ta bảo là bụng bự mới có tướng làm quan chị. Còn chán hói thì mới thông minh. Em nghĩ vậy nhưng mà em ngẫm rồi. Thường những người chán hói người ta thông minh lắm. Lần đầu tiên gu này lạ luôn nha. Quá lạ. Ai cũng nói là không thích bụng bự. Chán này có hói không? Vuốt vuốt lên chút xíu thôi. Cho cao cao lên xíu hói. Rồi có cái điểm nào không thích ở bạn trai không? À em ghét nhất là bạn trai mà khi mà nói chuyện với em, mọi người hoặc bạn gái hoặc là người lớn mà cái mặt mà cứ vênh vênh hoài vậy. Sao này tay cứ như kiểu là nhổ râu ấy chị. Nhìn nó cứ đều đều cứ ghê ấy chị. Tôi thích bạn này rồi đó nha. Cô kia hơi cá tính đấy. Được á. Dễ thương lắm. Coi cái anh bên này sao. Hả? Sao chị? Bụng quá bự. Thích cái mẫu người con gái thì sao? Em chỉ cần một người con gái chân thành, biết đối nhân xử thế với người lớn là được rồi. Không thích điểm nào? Lẹ lẹ quá là không thích. Đơn giản thôi. Tiền ai giữ? Thì tất nhiên là vợ giữ rồi chị. Miễn là vợ đưa cho mình đủ tiền đổ xăng với tiền nhậu bữa được anh nhỉ? Anh cứ rủ em đi nhậu là em cho anh tiền đi nhậu luôn. Em ơi em có nhậu nhiều không? Em mà nói chung là cũng tạm tạm anh. Anh rượu chè để cờ bạc thì không. Bia thì có uống. Dạ. Không có thì đi mua. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đến với cô em ạ. Cô. Dạ chào cô. Chào chị Cát Tường và anh Viên Linh ạ. Dạ. Cô của Huệ. Dạ. Bình thường ở nhà Huệ vui vẻ, vui tính, dí dỏm vậy hả cô? Còn hơn thế nữa. Hơn vậy nữa. Cô thấy cái anh chàng bên kia có hợp với Huệ không cô ha? Nếu mà nói về chiều cao ấy thì cũng được. Rồi nếu mà đòi bụng bự thì không có. Bụng bự là không có rồi. Nhưng mà dễ thương cô? Cũng được, dễ thương rồi cũng hơi ốm quá. Ăn uống nhiều bồi dưỡng chán vô. Hói thì cũng không hói nhưng mà chán cao được. Rồi còn bạn Tú. Dạ cảm ơn cô. Dạ em lúc đầu thì bạn em nói là đi cùng em mà đến lúc phút chót lại không đi được. Chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Kéo màn lên. 2 phút dành cho cặp đôi bắt đầu. Gì mà bất ngờ vậy? Gì mà gặp người ta mà. Chào em. Dạ em chào anh. Anh thấy em sao? Nhìn như vậy mà dễ thương lắm. Anh cũng thấy dễ thương nữa. Bao dễ thương cho anh luôn. Chứ em thấy anh sao? Nói chung là cũng thích thích à. Thích thì bây giờ làm thế nào? Anh thích thì bây giờ em có ý kiến nha. Anh về độ của em đi. Em có chăm được anh không? Anh gầy lắm á. Anh yên tâm, cái gầy mẹ em nuôi khắc mập mà.
Thật nha. Thế không có lo. Em ví dụ như là xấu thì nhiều khi mình tốn nhiều chi phí thôi, còn mà gầy thì ăn nhiều cũng thành mập vậy đó. Mà muốn bụng bự thì nhậu nhiều bụng khắc bự. Anh nhậu nhiều lắm á. Nhậu nhiều thì tốt chứ sao mà. Nhậu cứ cho em đi cùng là ok rồi. Vậy nha. Dạ. Phải có em đi em mới chịu, còn không có em đi anh ở nhà. Thì anh cho em đi. Dạ. Vậy không say không về hả? Rồi nhậu mà dắt em đi hoài cuối cùng bụng ai bự. Cho người ta đi, người ta uống một mình bụng người ta mới bự được chứ. Bây giờ hỏi câu này nè, bây giờ chừng nào kết hôn? Kết hôn đẻ mấy đứa? Anh chừng nào anh lấy em. Cái này là anh lấy em chứ em không có lấy anh. Đúng rồi, rất là dễ. Anh chừng nào anh lấy em. Em thích bao giờ anh cưới là anh cưới à? Bao giờ là bao giờ, em không có thích chờ đợi nhiều. Anh đánh nhanh ngồi chậm mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phải có thời gian cụ thể vậy đó. Em không cứ thích bao giờ, em chờ đến bao giờ. Thẳng thắn rồi đi, đúng rồi. Thẳng thắn rồi đi. Bao giờ? Ok. Bao giờ? Cuối năm, cuối năm. Ok. Cuối năm. Dạ. Em theo anh về Dinh ha. Dạ, ok. Ừ. Đẹp mấy đứa. Cái này thì em quyết định được. Ít nhất là phải 3 chị. Anh Tổng Dinh thì sao? Anh quyết định chứ, rồi em quyết định đâu có được. Đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi cho rồi. Khoan khoan em. Anh tặng em cuốn sách này. Dạ, em đọc. Em đọc nha. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai đối diện trước mắt em? Em bảo là em thích rồi mà. Hiện tại giờ là thích rồi, còn về tìm hiểu sau. Thích là thích cái gì? Chả biết, là thấy thích thích vậy thôi. Em cái gì mà đập vào mắt em đầu tiên? Em thấy anh hiền lành ạ. Thấy cũng tươi. Tươi? Tươi chỗ nào? Ông nhóm nhắc cái queo tươi gì? Tươi là tươi cười á chị. Rồi bạn nam, mà thấy cô gái thế nào? Không, bạn vui tính, rất hợp với mình á. Hợp không? Hợp lắm. Có thấy khớp, thấy sợ gì không? Không sợ gì em chị. Không sợ gì phải không? Em nhìn vậy thôi nhưng mà... Ghê lắm phải không? Lù khù rồi. Rồi đó. Bạn đứa nổi không? Thôi hai đi em. Thôi anh về mình tính sau. Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đến để quyết định. Tâm sự vậy đủ chưa? Hiểu chưa? Dạ, được rồi. Hiểu rồi ha. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ để quyết định nhấn nút hẹn hò với nhau hay là không. 1. Có nhấn không? 2. Chúc mừng hai bạn. Hai người dễ thương, ấn tượng chứ. Tôi hỏi với cô gái là nếu như... Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thích quá. Nắm tay nhau đi. Nắm tay đi. Nắm tay đi. Cười. Điện giật, điện giật. Hả? Điện giật. Cảm nhận thế nào? Không cho hôn. Quen bao lâu mới cho hôn? Thôi em thích là em chủ động hôn trước rồi đó. Thế bây giờ thích đi. Giờ chưa thích mấy. Nếu như chàng trai không nhấn nút thì sao? Không nhấn thì em cũng nhấn, kệ chứ. Mình thích là mình cứ thích đúng không? Dạ, thích là việc của mình, còn người ta không thích không là việc của người ta. Khá tình. Bên trai bên gái có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu về nhau để cho đối phương cùng nghe ha. Mời em trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Dạ, chào luôn gia đình của bạn gái và bạn gái kế bên. Dạ, em tên là Trịnh Minh Trí. Em 30 tuổi, em đến từ LA. Tính từ đâu? Dạ, LA là Long An đó anh. Trời ơi. Trời duyên dáng. Quá dễ. Dấu hiệu sự duyên dáng đầu tiên. Em đang công tác tại văn phòng đăng ký tỉnh Long An. Em là kỹ sư chất địa. Bây giờ thôi, bây giờ thấy bên đàn trai người ta bộc lộ sự duyên dáng của người ta rồi đúng không? Dí dỏm nữa. Bây giờ bên đàn gái mình đừng có chịu thua. Em tự giới thiệu đi. Trời sao con rung quá cô Hồng Vân ơi. Trời. Sao lâu nữa thiệt con rung quá luôn á. Có gì đâu rung. Em chào cô Quyền Linh. Ủa? Nhớ rồi, xấu hổ quá. Cô Quyền Linh, chào em. Nắm tay, nắm tay truyền lửa. Rung lắm.
Đàn gái rung duyên dáng lắm nha. Rồi dạ. Cô Quyền Linh chào bên đàn gái. Dạ cho con xin phép là gọi là chị Hồng Vân. Đúng rồi. Em chào anh Quyền Linh, bạn trai bên kia và các anh chị khán giả, bạn bè có mặt trong ngày hôm nay ạ. Em tự giới thiệu, em là Phương Thảo, năm nay em 30 tuổi, nhà ở quận 5, thì công tác hiện tại là đang ở quận nhất. Cụ dạ. thể là em làm gì? Em là bên quản lý mạng chăm sóc khách hàng. À, quản lý chăm sóc khách hàng là cô đó lành lắm đó. Bây giờ đàn trai giới thiệu đi, những cái ưu khuyết điểm của mình là gì cho đàn gái nghe nè. Dạ thì về ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, mà nấu mấy món đơn giản thôi. Rồi không hút thuốc, không cờ bạc, thì uống rượu ở mức xã giao thôi. Còn khuyết điểm của em thì em hay lo lắng thái quá. Tại em làm bên kỹ thuật á, thì em hay cầu toàn lắm, em muốn cái gì nó cũng hoàn mỹ hết. Đó là một cái điểm cũng tốt mà, hơi chỉnh chu. Dạ. Như đôi khi chỉnh chu quá làm người khác khó chịu, đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Giờ bên đàn gái đi. Dạ thì ưu điểm của em á, sao em nghe bạn trai tả xong cái em xấu hổ quá à. Ủa gì xấu hổ? Bạn nhiều ưu điểm quá đúng không? Bị lấn áp hết trơn luôn, nghe nó biết nấu ăn là em thấy em bắt đầu em e dè, em rụt rè rồi. Em không biết hả? Dạ em biết, nhưng mà có điều ăn không được. Sao kỳ vậy? Tức là mình biết nấu nhưng mà là mọi người sẽ ăn không được cái nấu. Dạ mà có mình em thấy ngon à. Còn bà con, bạn bè, anh hai em ăn là thôi lần sau để anh nấu cho, đừng nấu nữa. Rồi em nói nữa đi. Đàn gái là gì? Cái ưu điểm của em á là em được một cái là em khả năng chịu đựng của em tốt lắm. Tại vì em làm bên mảng chăm sóc khách hàng á. Nên nhiều lúc cãi lộn hoặc là khách khó chịu hay sao thì cũng ngồi lắng nghe nhẹ nhàng chứ. Tức là mình sẽ không cãi lại. Mình sẽ không cãi lại. Giờ mình nói một chút xíu về gọi là tình duyên đó giờ đi cho mình hiểu nhau hơn. Dạ, bạn trai. Thì trước giờ em cũng trải qua 3 mối tình rồi. Thứ nhất là do là hồi đó đi học đại học cũng có quen. Rồi sau này bạn đó về quê rồi không có liên lạc nhiều, tại sao mà cách lòng đó. Dạ còn cái mối tình thứ hai thì em cũng quen trên mạng Facebook. Hai người chưa gặp mặt lần nào hết. Tại lúc đó em cũng đang đi học nâng cao lên, còn không có hứa hẹn gì với bạn đó hết. Rồi cái giờ bạn đó có chồng với lại có con rồi. Giống như không dám nói. Vậy là mối tình nó cũng chưa sâu đậm gì chứ. Mối tình thứ ba. Dạ mối tình thứ ba thì quen bạn đó cũng tìm hiểu đâu cũng được nửa năm. Nhưng mà thấy không có hợp lắm thì không có quen nữa. Rồi giờ mình nói về bên mình đi hả? Dạ lịch sử tình trường của em á thì tóm gọn có một câu à, 12 năm 2 mối 2 tình yêu. Mà cứ cái khoảng thời gian mà em thấy nhạy cảm là cái số 6 á. Là quen đúng 6 năm ngắt. Nên bởi vậy anh ơi mình quen mình né số 6 ra nha anh. Tới khoảng số 4 hay số 5 mình chốt đi anh. Chốt là có nghĩa là 4 năm là lấy đó. Mình dạ, tiến tới được em. Kìa, đàn trai hỏi kìa, 4 tháng lấy luôn được không kìa? Dạ mình chốt. Chốt luôn rồi. Dạ mình chốt. Nhưng mà rồi. lý do là sao em lại chia tay? Cái mối đầu của em thì lúc đó có thể là em còn nhỏ quá, em chưa có suy nghĩ chín chắn thôi, để em còn đi học. Cái mối thứ hai thì nói xấu hổ quá, hồi đó giống như theo kiểu mà xấu mà còn không biết phấn đấu nữa. Trời. Xấu mà bạn đó góp ý, em ơi em giảm ký xuống chút. Em ơi anh thấy mặc đồ này không hợp đâu, mình nên phối màu vậy nè. Không, em đẹp rồi, em tự tin lắm. Hồi xưa là em cỡ này nè. Đâu để tôi qua coi đàn gái chút xíu nha. Quá có chờ xíu coi. Anh ơi nhờ anh coi cái mặt tướng phù thề. Để anh coi cho coi. Đâu? Ôi trời em gái. Trời dễ thương xinh quá vậy ta. Vậy mà biểu là không ấy nè. Trời ơi đàn gái dễ thương quá. Thằng trai chịu quá. Không, mà tôi nhìn đàn trai tôi thấy là điều đầu tiên tôi thích là cái răng khểnh đó nha. Em có cái gu của em có răng khểnh không? Cái gu của em á, em không có yêu cầu về răng mà em yêu cầu về bụng. Bụng hả? Chào chị. Cái đàn trai tôi thấy hơi bị được đó nha. Tôi nói nghiêm túc cho cô biết đó nha. Nhưng cô. Mà em thích anh nào bụng bự. Phải có bụng. Thích bụng bự hả? Sao dạ. Thích bụng bự vậy em? Em mê anh nào bụng bự lắm. Nhìn nó hấp dẫn mà trời theo ơi. Cái kiểu là rất là tạo được cái niềm tin mà chắc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, mạnh mẽ nữa. Nghĩa là đàn ông bụng bự là có niềm tin vững chắc. Hỡi dạ. Người đàn ông đang bụng bự hãy tự hào vì điều đó. Vỗ tay cho cô gái của tôi nào. Bây giờ là đàn gái nè. Em dạ. Không thích gì ở đàn ông? Em thì em không yêu cầu gì nhiều hết. Em yêu cầu là phải có cái sự chân thành, phải có sự chia sẻ. Và em không thích nhất là không thích nói xạo em. Không thích nói xạo nha. Dạ. Hứa đi nha. Còn bạn có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em có cái mẫu hình giống như ca sĩ Võ Hà Trâm vậy đó. Là cái tính tình nó vui vẻ, hòa đồng vậy em thích. Em làm như bữa nay á, là ông Tơ bà Nguyệt là đưa đến cho em một cái mẫu mà nói chung là hoàn toàn trong trí tưởng tượng của em là có hết luôn. Chính đó. Xác luôn. Cái nụ cười cũng giống Võ Hà Trâm luôn. Sao kỳ vậy ta? Dạ em không, may mắn quá rồi. Bây giờ em tưởng tượng cái cô gái bên đây á,
như thế nào, em tả thử chị coi đúng không? Dạ là cái có cái nụ cười thân thiện nè, rồi nếu mà mặt nó có cái đồng tiền thì nó cười có đồng tiền thì nó sẽ hay hơn. Không có đồng tiền nhưng mà cổ cười gần như ra tiền. Bây giờ vậy nè, mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái nó đi với ai vậy em gái? Em đi với chị đồng nghiệp với lại bạn bè của em. Đồng nghiệp hả? Giờ mình cho ý kiến đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào mọi người có mặt ở trong trường quay. Em tên là Vân, thì em là đồng nghiệp của Thảo, chị em chơi với nhau đến đây cũng 10 năm rồi. Em rất là quý Thảo vì Thảo là một cô gái rất là dễ thương. Với quan điểm của nhà gái thì thấy bạn trai trên này rất là hiền lành, rất là dễ thương và đặc biệt là rất là chân thật. Thì nhà gái là nhà gái ưng rồi đó. Hay quá. Hay quá. Hôm nay chú rể đi với ai ạ? Dạ đi với mẹ với lại mấy dì. Dạ, người em nữa. Chào cô, chào thằng trai. Dạ, cô xin chào ông Mai Quyền Linh và bà mối Hồng Vân. Dạ. Và cô chào con và dạ, chào tất cả mọi người trong trường quay hôm nay. Chào bên đàn gái. Tôi là mẹ của Trí. Trí nó ở nhà nó rất là ngoan hiền. Đến nỗi nuôi đến 30 năm mà vẫn chưa tìm được một cái nàng dâu nào. Nên bữa nay đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì tôi rất là vui. Và thấy con bên này cũng rất là vừa ý. Rồi mong hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu và sớm có một cái tiệc vui vui cho dòng họ đang biết. Mà cô nhận thấy là giữa hai con làm như có cái gương mặt phu thê sao á. Thấy em tính nói đó. Dạ, xin chào hai MC, chào khán giả trường quay. Tôi là dì của Trí thì cũng lâu lắm rồi, trong gia đình mình chưa có đứa cháu nào lập gia đình hết. Cũng mong là hai con có sự khởi đầu tốt đẹp. Dạ, xin tặng hai cháu và chương trình mấy câu thơ. Câu thơ nữa hay quá gì. Xin chào khán giả MC, thân chào hai họ đến đây kết tình. Này là trai Thảo gái Sinh, hai con bấm nút cho mình kết đôi. Trời ơi, khởi đầu này vô cùng là tốt đẹp luôn. Dạ, lần nữa là chúc hai con khi đi lẻ loi, khi về có đôi. Cảm ơn chị. Rồi vậy là nó hợp tình hợp lý rồi Dân ha. Hy vọng là mình có cái đầu heo đi. Hy vọng hôm nay là ông Mai và mối là có cái đầu heo liền nha. Ok. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi Dân ha. Mở đi, mở đi. Rồi, mở rào. Chuẩn bị Trí nha. Hồi hộp. Anh thấy là đàn gái đàn trai là có duyên rồi, quan trọng là tụi em có nợ hay không thôi. Bắt đầu đi Trí. Rồi quay lại nào. Không gian này của em đó. Đó, của hai đứa. Dạ, em chào anh. Dạ, tới chương trình thì anh có 3 món quà để dành tặng em. Dạ. Dạ, thứ nhất là tặng cái bông hồng này, có 9 bông nữa. Thì nó sẽ là một tình thể hiện cho một tình yêu vĩnh cửu. Dạ, đây là nó hoa bằng sáp ha. Hai dạ, người ta đồng được. Mạo với đầm may mắn dạ. Hôm nay rồi. Dạ, tiếp theo đó là cái tấm thiệp này. Dạ. Anh tự thiết kế. Và dạ, hy vọng là nếu mà mình có duyên với nhau á, mình sẽ làm cái thiệp cưới giữa anh với em. Và dạ, đây là cái địa chỉ nhà anh. Đây chỉ để tọa độ trắc địa và tọa độ Google Map. Nếu em có đi Long An á thì em tới em nhắn tin trên điện thoại là sẽ kiếm được nhà anh. Trời ơi, chuẩn bị kỹ vậy ta. Còn đây là cái đồng hồ. Đây là đồng hồ nên lựa là cái mặt tròn á. Thì nó ý nghĩa là giống như tình yêu, nó không có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Nó tượng trưng cho tình yêu. Anh phép đeo cho em. Trời ơi, đề nghị cô dâu đọc cái nội dung của tấm thiệp coi. Sao mà nó ngọt ngào dữ vậy trời. Ủa đeo đồng hồ luôn rồi kìa Linh. Đeo khỏi luôn. Bấm nút đi. Em có một món quà tặng anh. Đây nữa nè, bó bông nữa kèm theo. Dạ. Đó là món quà của bà mối dạ, dành cho đó. Cái này đó. Là món quà của chị ông Vân. Mong là trao chút cái duyên mà chút cái may mắn khởi đầu. Rồi, dạ. Cảm ơn chị Hồng Vân. Em tặng anh cái quà này, thực ra cái này là cái cuốn sách. Mà cái sách gọi là sách gối đầu giường của em luôn á. Thì em tặng anh để mong là mỗi lần mà mình mất thăng bằng hoặc là cần tìm một cái niềm vui thì mình đọc ra. Tại vì đây là cái cách em làm suốt mấy năm qua mà em thấy nó hiệu quả nên em muốn chia sẻ với anh. Rồi, cảm ơn em. Tò mò quá. Em xin phép được đọc nha. Dạ, ảnh có làm thơ, có logo chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Là mốt thay thế cái hình em là cái hình đó. Có thiệp ghi là Minh Trí và người nhận thiệp. Thật vui khi gặp được em, người mà anh thầm mơ ước. Em có tin vào duyên số không? Em mắc cỡ quá. Em đọc mà em mắc cỡ quá. Dạ, anh thì tin là em là định mệnh của đời mình. Anh mong sẽ cùng em tìm hiểu, cùng nhau san sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Và sẽ cùng nhau vẽ lên một bức tranh tình yêu thật đẹp.
Anh hy vọng sẽ thay thế ảnh cô dâu bằng ảnh xinh đẹp của em trong ngày cưới và ghi tên em trong tất cả thiệp cưới của mình. Cho anh cơ hội làm người yêu em và cũng là người đi đến hết cuộc đời. Chọn anh là người mà em có thể yêu thương và đặt chọn niềm tin vào anh. Trời, em, trời ơi, em rung rinh quá luôn á. Trời ơi, thật sự á. Em cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn món quà của em. Tụi nó chuẩn bị giống như đám cưới luôn rồi. Thiệt luôn á, Linh ơi, vẫn thấy cái nút. Tối qua hồi hộp ngủ không được luôn. Thấy không? Dạ. Vỗ tay cho cặp đôi ngày hôm nay. Mời hai bạn vào vị trí đi. Nói nghe nè cưng, rồi bây giờ bụng bạn nam chưa có đủ bự thì sao? Anh gán tập cho bụng bự nha, đừng có để bụng ốm, em không thích bụng ốm. Dạ. Bụng bự thấy nó vững vàng lắm. Cái sở thích nó hơi kỳ dị một xíu nhưng mà em mê lắm. Không, anh không thấy bụng anh nó cũng hơi bự rồi, tại bự trong cái giới hạn cho phép. Dạ. Em ghen sao em? Ví dụ em ghen thì em sao? Em ghen em dữ lắm, cái tính em hung dữ ghê lắm. Em đánh cái người đó, em đánh chồng em. Em về em xử người nhà em trước. Xử chồng trước phải không? Dạ đúng rồi, mà em xử trước mà em ghen hùng hùng hổ hổ lắm. Nhìn em vậy thôi chứ tính em hung dữ như thằng đàn ông vậy đó. Nhưng mà nhìn bánh bèo lắm, mà khóc ghê lắm. Nên có gì thì nói trước, nói thiệt với em. Ví dụ sau này nói em anh hết thương em rồi, cho anh quen người khác thì mình dễ chịu hơn. Hơn là nói không nói thiệt với em buồn lắm. Thì cái quan niệm trong tình yêu anh đó thì có sự sẻ chia đó. Dạ. Thì anh với em thì cứ nói thật, nói thẳng đi. Thì ví dụ em có giận anh hay gì đó, em cứ nói thẳng ra chứ đừng có im giấu giấu, ngồi khóc mình. Khi anh không biết em giận anh vụ gì hay em ghen cái vụ gì em chả biết nữa. Nhiều khi ghen đúng ghen sai. Mà dạ, chắc chắn mình không có làm gì có lỗi thì em đâu có gì phải ghen. Dạ. Dạ rồi. Em gặp anh em cảm thấy có cái độ rất là gọi là chân thành á, mà rất là thật nữa, cảm thấy rất là quý anh ở cái điểm này. Dạ, cảm ơn em. Thầy rất mong em sẽ cho anh cơ hội. Sau đó em sẽ tặng cho em một cái bài hát, hát cũng thay lời muốn nói. Dạ. Đứng lên bằng đi cưng. Bằng lòng đi em, anh về quê rước tía lên liền. Trời ơi. Rồi mai đám cưới rước dâu bằng xe Grab. Trời ơi. Ba má nhìn nhau cười vui, anh với em thì vui sướng trong lòng. Hỏi mà thấy em im re, sao mà làm thinh không có nói. Để anh đây trắng đêm lời dò dè. Yeah. Nè, bằng lòng đi em, quà cưới anh nhiều. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Bằng lòng nha em. Sao tôi nhìn bạn này tôi cứ tưởng tượng anh Quyền Linh hồi trẻ thì chân thành mà gọi là rất là hay mượn lời ca tiếng hát để nói nỗi lòng của mình á. Đúng rồi. Đó. Ảnh siêu dễ thương chị. Siêu dễ thương đúng không? Dạ anh đúng rồi. Hát tặng bạn trai đúng bài rồi. Nào đó. Em bị một cái hồi xưa bạn em hay nói á là người ta hát có tính nghệ sĩ, có tính ca sĩ. Em thì hát chỉ có tính mang tính giải trí thôi. Kệ. Em hát được 2 câu à, em không hát được qua 3 câu. Anh chịu khó một xíu nha. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới lui trong tim em chẳng biết đường về. Dạ hết rồi. Dạ được có 2 câu thôi, qua tới câu thứ 3 là sẽ bể. Rồi hết thời gian. Chúng ta hãy làm thủ tục của chương trình. Dạ. Đó là để tay vào nút bấm nha các bạn. Duyên nợ có hay không là do các bạn. Thời gian đã đưa ra đó là 4 tháng. Hy vọng rằng 4 tháng trôi qua nó sẽ đong đầy những cảm xúc. Hãy quyết định bằng chính con tim của mình nha. Chuẩn bị. Trời ơi. 3, 2, nó bấm luôn rồi. Chúc mừng. Nào, hai đứa. Dạ. Ủa bắt đó, nắm chặt tay nhau đi. Bây giờ á, để đánh dấu cái ngày quan trọng, cái cột mốc quan trọng này, mình hôn nụ hôn đầu tiên. Tình yêu bắt đầu từ ngày hôm nay với nụ hôn đầu tiên. Nào, bắt đầu đi. Em rung.